Mua hàng online trên mạng tuy tiện lợi nhưng cũng lắm rủi ro, không ít những câu chuyện dở khóc dở cười khiến nhiều người cho rằng như mua xổ số vậy. Câu chuyện dưới đây cũng là một ví dụ cho điều này, mua phải vé số chặt rồi. Câu chuyện bắt đầu khi khách hàng là cô bạn HB tình cờ thấy bài đăng bán quần áo của Facebook của tình y trong group trường mình, đồng giá chỉ từ 50k. Nhìn lướt qua thì thấy cũng đẹp đấy mà giá rẻ thật, có lẽ vậy nên bạn HB cũng tò mò vào xem thử, thì chốt lại là ưng ba chiếc quần ngủ. Sau vài dòng thương thảo, HB mua được ba chiếc quần ngủ màu đen xám đậm xám nhạt với giá 90k và free ship. Thế nhưng khi người bán giao hàng tới thì HB lại không có nhà và cậu em trai của cô nhận hộ. Đương nhiên đã nhận thay và lại là con trai thì đâu có ai kiểm tra kỹ hàng hóa. Tận nơi khi HB trở về nhà thì mới tá hỏa thấy quần đã sai màu, còn đủ combo rách rụng dính máu. Tức nghẹn tận cổ rồi, nhưng cô bạn HB vẫn rất là sự nhắn tin cho người bán. Em vừa nhận hàng mà một cái thì bị cũ, một cái thì bị rách, với một cái thì bị dính máu. Em nhận người lấy hộ mà nó quên không kiểm tra, bây giờ mang về thì nó vậy. Quần đen thì bẩn như kiểu mặc rồi ý. Thế nhưng đáp lại những lời của HB là không gì cả. Cô bạn bị lóc thẳng tay và thông báo gửi về, chưa gửi tin nhắn. Hiện tại người này đã không thể nhận tin nhắn. Nào đã hết, người bán này cũng tinh vi, tới nỗi sau khi lừa đảo khách hàng, lập tức đổi tên Y thành YL và đổi cả avatar. Sau khi nghe xong nội đuôi câu chuyện này, ai nấy không khỏi sửng sốt vì mức độ tráo trở và thiếu tâm đỉnh cao của người bán. Hiện tại, dân mạng vẫn xôn xao về tình huống mua hàng xương máu trên. Một số tức tối đổi tiền Facebook của người bán để khẩu nghiệp, nhưng có lẽ cũng chẳng mấy tác dụng vì Facebook ấy chỉ là ảo mà thôi. Thời nay, phải nói là lượng kiến thức sách vở mà lũ học trò phải học là nhiều vô kể. Từ trên lớp rồi đến các lớp học thêm, tạo hứng thú cũng như sự tập trung cho học trò cũng là cách mà các giáo viên quan tâm. Một cô giáo đã nghĩ ra cách làm bá đạo, nhìn vào ai cũng hết hồn, giúp học sinh siêng năng hơn. Cụ thể mới đây, trên diễn đàn học đường nổi tiếng trường người ta, một học sinh đã đăng tải hình ảnh một bài tập đề cương của lớp mình. Điều đang nói để giúp các cô cậu học sinh chăm chỉ học tập hơn, cô giáo đã nghĩ ra cách làm bá đạo là in ngược tất cả bài vở. Và để học được bài, các cô cậu học trò phải dùng chiếc gương phản chiếu để xem. Sau khi bài đăng được chia sẻ, đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng thầy giáo đã quá thông minh khi nghĩ ra cách làm bá đạo này. Nhiều người còn bình luận, đây là môn tự nhiên đấy, chứ học môn xã hội mà thầy giáo làm như thế này thì chắc tụi học trò chết hết. May quá mình ra trường rồi, học trò thời nay học căng thẳng quá, không biết giờ mình đi học thì như thế nào nhỉ? Bạn nghĩ sao về cách dạy học của cô giáo bá đạo này? Câu chuyện sau khi đăng tải lên mạng xã hội thật sự khiến dân mạng bức xúc vì hành động của anh chồng. Chính người vợ cũng không hiểu nổi tại sao anh chồng lại làm như vậy trong khi vừa mới tổ chức sinh nhật cho vợ một cách hoành tráng 6 ngày trước. Cụ thể, người vợ đau lòng đăng lên diễn đàn mạng xã hội bóc phốt: trần đời em chưa thấy loại nào đạo đức giả như thằng chồng em. Bọn em yêu nhau 4 năm mới cưới, để cưới được em, nó quỳ rạp ở cửa nhà em cả tiếng đồng hồ mới được bố em thương tình cho cơ hội. Tại trước đấy mẹ em gặp nó có vé má gái giữa đường nên cấm tuyệt đối em yêu đương. Thôi thì chuyện quá khứ đã tha thứ rồi, em chẳng nhắc lại làm gì nữa. Vì từ thời điểm ấy đã 3 năm rồi, chồng em không gái gú. Nhưng chuyện kinh hoàng nhất, nó dành cho em là một món quà sinh nhật cách đây một tuần. Nói thật, vợ chồng em chả thiếu gì, kinh tế dư giả, con cái có ông bà ngoại chăm nom, việc nhà có người giúp việc, cứ rảnh là hai vợ chồng đi du lịch. Em chiều chồng như vua, còn muốn gì nữa. Hôm sinh nhật em tuần trước, nó bảo vợ thích gì anh tặng, hay năm nay anh tổ chức sinh nhật siêu to khổng lồ cho vợ, tha hồ quẩy với bạn bè nhé. Và em đã sướng phát điên với sự quan tâm, tâm lý đột xuất của chồng. Hôm ấy gửi hai đứa con về nội, chồng bảo nay quậy đến sáng. Nó còn ôm hôn em trước mặt bạn bè, làm em tự hào phát khóc. Hết ngày sinh nhật, với một loạt những ảo mộng nó vẽ ra cho em, để bạn em đi khoe khắp nơi, em lấy chồng được sướng như nào. Đúng 6 ngày sau, nó chìa ra trước mặt em tờ đơn ly hôn, trong lúc em đang há hốc xem tivi và cười sặc sụa. Em tưởng nó đùa, sau màn trình bày này, nó đưa cả ảnh con bồ nó ra cho em xem. Nó bảo con kia chữa rồi và nó cần có trách nhiệm. Em biết thừa, vì nó vẫn ham con trai nên nó mới vứt cả ba mẹ con em như thế. Đã thế, mấy đứa bạn còn nhí nhéo: ảnh tuần trước sinh nhật nhiều like lắm mẹ ạ, à, hot nhất mạng xã hội rồi, nhục nhã thật. Rơi vào tình huống này thật sự khiến hội chị em bức xúc. Câu chuyện chính là một bài học cho chị em về niềm tin tình yêu và lòng chung thủy. Nhiều người tỏ ra thất vọng, nhưng lẽ thường ở đời, khi tình yêu hết thì mọi thứ vẫn chỉ là lý do. Còn căn bản người ta đã không còn yêu bạn nữa và muốn chạy theo mọi thứ mới mẻ hơn. Hãy suy nghĩ đơn giản như vậy để làm thảnh thơi và có thể buông bỏ được những kẻ không xứng đáng.